Xin chào quý vị khán giả. Có thể các bạn đang thắc mắc tại sao lại tôi nói tiếng Huế. Điều đó là tại vì tôi đang đứng tại Huế, thành phố Bột Mơ. Các bạn có thể thấy sông Hương với lại cầu Trường Tiền là hai biểu tượng nổi tiếng của thành phố Huế. Xin chào quý vị khán giả đến với một mùa giải mới của chương trình Bạn Đừng Hợp Ý. Lần này chương trình sẽ hấp dẫn hơn so với những chương trình khác. Đặc biệt là tại vì hai đội chơi sẽ phải đi cùng một đường và vòng nào cũng biết số điểm của nhau, mà nó sẽ tăng lên độ căng của chương trình. Với hành trình lần này, hai đội chơi sẽ xuất phát đua tài bắt đầu từ việc khám phá thành phố Huế mộng mơ, rồi sau đó di chuyển tới khu vực bãi biển Lăng Cô. Từ đây, hai đội chơi dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các cụm nhiệm vụ tại đèo Hải Vân, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, trung tâm thành phố Đà Nẵng, khu thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam và cuối cùng sẽ kết thúc tại khu đô thị cổ Hội An. Các bạn có thể tự hỏi tại sao lại có hai xe đạp ở đây. Lần này, các đội chơi sẽ phải đi bằng tất cả mọi phương tiện, chứ không phải là xe máy không, có thể là xe đạp, có thể là tàu hỏa, có thể là cưỡi ngựa. Ai biết. Bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ với hai nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta. Xin mời. Xin chào everyone. Yeah. Hello. Xin giới thiệu với các bạn, đây là người mẫu diễn viên Duy Nhân. Còn nghệ sĩ nữa của chúng ta là người mẫu diễn viên Kim Dung. Wow. Lần này là hai nghệ sĩ sẽ không bắt đầu với bạn đồng hành của mình, mà sẽ có một trò chơi để các bạn có thể tìm được người đó là ai. Vì bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ sông Hương này. Mình phải hành trình đến chợ Đông Ba, là một chợ nổi tiếng của thành phố Huế. Và để các bạn có thể thêm tự tin thì xin mời các bạn dùng kẹo ngậm. Giúp với mình. Vậy thì không biết là hai bạn có biết nhau chưa? Duy Nhân và Kim Dung đã quen nhau rất là lâu. Hai người đã cùng thi cuộc thi là siêu mẫu. Cho nên tình cảm anh em rất là thân thiết rồi. Sự kết hợp hai đứa rất là ăn ý với nhau. Nhưng mà trong cuộc đua này thì Kim Dung nghĩ rằng là Duy Nhân nha, Kim Dung nha, đừng có ghét nhau nha. Chúng ta hãy khám phá nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta nha. Hãy dùng chiếc xe đạp của chương trình và di chuyển tới những điểm đến của thành phố Huế có trong những bức hình kèm theo và thực hiện nhiệm vụ tương ứng như sau bức hình. Sau đó tìm về điểm đích tại cổng chợ Đông Ba để dựng cờ cùng những chỉ dẫn tiếp theo. Còn thời gian quy định dành cho nhiệm vụ này là 30 phút, đội về trước và thực hiện đầy đủ các yêu cầu được 10 điểm, còn về sau được 5 điểm. Với mỗi nhiệm vụ nhỏ chưa thực hiện, đội chơi sẽ bị trừ 3 điểm. Nghĩ đây cũng là một cái vấn đề gọi là hơi bị khó khăn đấy. Tại vì thành phố Huế là một nơi thì Kim Dung cũng đã tới làm việc rất là nhiều nhưng mà chỉ ở một chỗ thôi. Như là Duy Đăng cũng rành thành phố Huế hơn chút vào. Thật sự thì Nhân ra Huế nhiều và Huế cũng như là quê hương thứ hai của Nhân. Không phải đâu, nói nhỏ nha, Aaron nghe Duy Nhân có girlfriend ở đây nè. Oh, yeah. Thế là okay. Quen rành lắm. Thì Duy Nhân mà không thắng được thi đầu tiên này là ok, cũng mất mặt nha. Đúng rồi, xin mời các bạn nha. Dạ, cảm ơn Aaron. Ba nhiệm vụ nhỏ hai đội chơi sẽ phải thực hiện trong phần đầu tiên này là tại nhà hát múa rối cố đô Huế, chụp hình cùng với một tượng chú rối và xin xác nhận của người dân xung quanh, trường Quốc học Huế, chụp ảnh cùng và xin được chữ ký xác nhận của một nữ sinh hoặc bác bảo vệ quán bún bò Huế 77 Nguyễn Huệ, ăn sáng chỉ với số tiền do chương trình cung cấp và xin chữ ký xác nhận của chủ quán. Nhiệm vụ ăn bún bò Huế, các bạn sẽ có 10.000 để ăn một tô. 10.000 sao ăn, tô 25.000 lận. Bây giờ mới gọi là nhiệm vụ đó, bây giờ chuẩn bị xuất phát nha. 30 phút, bắt đầu. Chiến đấu thôi. Đó, đổ đi, đổ. Sẽ đi đâu đây Duy Nhân ơi? Trời ơi, anh chơi kỳ quá. Mẹ con ơi, cho hỏi mẹ, cái chỗ trung tâm mà mua gói nước nào mà mua đó mẹ? Trời ơi, mình chẳng lẽ mình đi theo ông này thật trời. Dạ, con biết rồi. Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi là phố đô Huế nằm ở đâu vậy anh? Qua bên này là tới hả anh? Cảm ơn ạ. Em học quốc học đúng không? Cho anh chụp một bức hình với em để làm nhiệm vụ cho bằng điện thoại thôi nha.
cho con hỏi là phố Đô Huế còn xa không? Khoảng bao nhiêu là tới ạ? Tới đâu chú? Vào đây hả chú? Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, em ký giùm anh nha. Anh cảm ơn em nha. Dạ cô, đang làm chương trình bạn được hợp ý á, thì nhiệm vụ là chụp chung với bức hình múa rối với lại xin chữ ký của người dân xung quanh. Dạ. Chú ơi cho con hỏi, chỗ múa rối ở chỗ nào vậy chú? Cố đô Huế á. Dạ. Rồi cảm ơn. Em có thể ký giùm anh cái xác nhận của người dân á. Dạ. Rồi đến đây, cho con một cái bút nha. Dạ. Lộn đường rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Sao cố đô Huế rồi kịch múa rối mà khó quá. Em ơi em cho chị hỏi á, em sắp vậy. Em có biết chỗ múa rối ở cố đô Huế ở đâu không em? Chú con hỏi chú biết nhà hát cố đô Huế nằm ở đâu không chú? Dạ hát đó. Dạ. Cố đô Huế. Con đi đường nào chú? Đi nhà hàng cho biết. Nhà hàng một rồi cố đô Huế nó chỗ đi qua ngã Quốc Học á. Dạ em đi đường nào em đi qua đây hả? Qua cô mới là xong rồi rẽ phải. Rẽ phải đi dọc theo đường Lê Lợi xong rồi có một đoạn ba anh đường Trần Húc Nhật. Ba em nhận qua phải. Đi đồ khoảng 500m để trái lại. Nhưng mà bây giờ em đi thẳng đúng không? Đi thẳng này, đi thẳng qua cầu này. Qua cầu này để phải. Đấy, em đi liền đi chạy. Rồi em cảm ơn. Em cảm ơn. Mấy vậy sao không thấy học sinh nhỉ? Hôm nay mới thứ tư, thứ năm gì mà. Còn không cô ơi? Lấy con tô 10.000 được không cô? Nhanh giùm con nha. Nhanh hết sức luôn. Hoặc một nữ sinh trước cổng trường. Hoặc một nữ sinh bảo vệ ở đâu. Nữ sinh hóa nam sinh được không trời? Ồ, kiếm được nữ sinh rồi. Mừng quá. Ồ, bác bảo vệ đây. Bác ơi, bác con chào bác. Bác ơi, bác có thể chụp hình với con một tấm được không bác? Cho bác rồi bác cho con xin chữ ký được không bác? Làm chi em? Dạ, con đang chơi một cái trò chơi bác. Bác có thể cho con chụp hình. Đang vô trong trường mà làm với hai. Dạ, chị ký giúp em cái chữ. Rồi, chị ký giùm em đi. Dạ. Bác thể cho con xin chữ ký được không bác? Cảm ơn bác nhiều. Chắc ông Duy Nhân ông tới rồi. Bảy mươi bảy Nguyễn Huệ nằm trên đây đúng không em? Nguyễn Huệ mình chạy lên chút xíu nó tới hả? Đúng không? Chạy thay lên chút. Rồi cảm ơn em nhé. Từ nãy giờ có ai lại đây chưa con? Chưa. Dạ. Được, em không đâu. Dạ, em có đâu nhỉ? Dạ. Phải số 77 không trời? Đúng rồi, 77 Nguyễn Huệ. Cô ơi, cô. Cô. Cho. Mẹ. Cho con một chút xíu không được. Cho con miếng nước được không? Con khát nước. Không mình ạ.
cho con xin chụp hình với cô được không? Thế rồi ông Duy Nhân này là ông đi trước mình rồi. Cho con xin chữ ký đi. Con cảm ơn cô. Bây giờ đi ra chợ Đông Ba đi đường nào ạ? Là thấy chợ Đông Ba. Dạ vâng, rồi con cảm ơn. Con đi chợ Đông Ba luôn nhá. Em ơi cho chị hỏi, chợ Đông Ba là đi thẳng à em? Chợ Đông Ba ở đâu? Chợ Đông Ba á? Con cầu Trang Tiền hả? Chợ Đông Ba ở đâu? Hết mưa rồi. Anh ơi, anh cho em hỏi chợ Đông Ba mình ra đường nào ạ? Đi qua bên đây à cơ? Em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Rồi. Chị ơi cho em hỏi, cầu Tràng Tiền đi này đúng không cơ? Em cảm ơn ạ. Chữ ký của cô chủ quán. Đây là chụp hình như rối. Ok. Đây là Quốc Học. À, lớp học. Dạ. Bảo Quyên. Dạ. Ok. Yeah! Đông Ba đây rồi. Oh. Hello ơi. Oh. Hello. Hello ơi. Em có một người. Chúc mừng em. Thì có một tin buồn cho em. Và em hết giờ rồi. Vậy thì rất là tiếc là em không được điểm. Và Duy Nhân được 10 điểm. Yeah. Thổ đi ở đây có khác. Chào chào đi đâu đi đâu. Ôi, mệt đi lắm, đâu. Đuổi anh sang luôn á. Anh chạy đây dư đúng 4 phút. Dư 4 phút luôn. Dư 4 phút rồi đó. Em đi lộn á, người ta chỉ cố đô Huế, nhà hát cố đô Huế, anh tới đủ hay đâu. Cổ đi ạ. Đúng rồi, gọi mẹ đó. Ờ, gọi mẹ cho kỳ. Bây giờ thì chúng ta hãy khám phá nhiệm vụ tiếp theo của mình. Nhiệm vụ dành cho hai bạn là tìm kiếm người bạn đồng hành hiện đang có mặt tại khu đồ khô của chợ Đông Ba. Dựa trên những thông tin do chương trình gấp câu mật khẩu để các bạn nhận ra nhau là bạn có phải là bạn được hợp ý không? Rồi câu trả lời của họ phải trả lời là có, chúng ta sẽ rất hợp ý. Sau khi tìm được người bạn của mình, các bạn hãy đưa họ tới cổng chợ tìm phương tiện được đánh dấu bằng cờ chương trình và dùng nó để di chuyển đến điểm đích có trong phong bì được đặt sẵn trên phương tiện đó. Thời gian để các bạn hoàn thành nhiệm vụ đưa bạn đồng hành đến đích là 25 phút. Trong thời gian quy định, đội nào tìm được MC và có mặt đầy đủ trước sẽ có được 15 điểm. Đội có cả hai thành viên tìm gặp tôi sau sẽ được 10 điểm. Nếu trễ giờ, số điểm sẽ bị trừ 1 điểm một phút. Chưa, khoan. Có một nhiệm vụ nhỏ chứ. Để thi trí nhớ của các bạn. Bây giờ không được nhịn. Bây giờ các bạn sẽ có 10 giây để nhìn có cái gì trên mâm này. Và các bạn sẽ phải nhớ. Và sẽ có khoảng 30 giây để mà viết ra đầy đủ và tất cả các thứ mà có trên mâm này. Thì ai mà có thể nhớ nhiều hơn là sẽ được đi sớm hơn 1 phút. Sẵn sàng chưa? Sẽ có 10 giây. 3, 2, 1. Để lại. Hết giờ rồi. Rồi các bạn sẽ có 30 giây để viết trên bảng này 10 món đó là 10 món gì. Bắt đầu.
15 seconds, 15 giây nữa. À, ok. Thời gian xin hết. À, đi xem bạn của Duy Nhân. Bánh lò có. Bánh rằm ít. Bánh rằm ít. Mì ăn ứng. Bánh đậu xanh. Hạt sen. Mắm tôm nè. Số 4. Bây giờ xem bạn của Kim Dung. Mắm tôm, hạt sen, kẹo mè vừng, kẹo quả cao. Bánh ít trần đây. Này bánh ít trần. Đây bánh ít trần. Này bánh ít trần. Bánh ít trần. Cái đây không gọi là rằm ít. Bánh ít trần không chấp nhận. Tôm chua, bánh bột lọc. Mắm tôm đúng này. Kẹo mè vừng đúng này. Kẹo quả cao đúng này. 4. Đấy này không đúng này. Kẹo không có. Này bột lọc có, tôm chua có. Sáu. Bạn nhau đi chung. Đi chung nhau. Bây giờ các bạn sẽ có 25 phút để tìm bằng đồng hành của mình. Rồi, 25 phút, bắt đầu. Đồ khô ở đâu? Chị ơi, em cho chị hỏi được chợ đồ khô ở đâu vậy em? Cho con hỏi chợ đồ khô ở chỗ nào ạ? À? Khu đồ khô á? Đồ khô là bán cái gì? Đồ khô bán cái gì? Trời ơi, quên mất, bán đồ khô. Nếu mà hợp đơn được hay là cái gì? Mực tôm gì khô gì đó. Tôm khô đó, con là mực trơn đi đây. Sau này. Sau này hả? Đâu, đâu. Chú, cháu hỏi là đây chợ đồ khô hả chú? Chợ đồ khô á. Đồ khô là tôm của mực rồi phải không? Dạ, chợ đồ khô. Để mình vụ chợ đồ khô. Chợ đồ khô là... mình quy định ra là chợ đồ khô. Đồ khô là của người ham mực hang với này cả mực rồi phải không? Chắc là cá mực của người khô á là đồ khô. Bên kia. Bên đây. Đó đó. Dạ cơ cảm ơn. Cả mực luôn đấy. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. À, cho con hỏi chợ đồ khô mà có nhiều người Tây á, người Tây tóc vàng ở chỗ nào á? À, người Tây tóc vàng cũng biết nó chợ đây. Con mẹ em đang đi kiếm một người nước ngoài khoảng 30 tuổi đi mua đồ khô, không biết ở gần đây. Răng không thấy ai hết đấy. Excuse me. Không phải đâu, trời ơi. Excuse me, just say in this in Vietnam. Sorry. Okay, thank you. Cô đó có đi đứng chỗ không hay là cô đi vòng vòng không trời? Chợ đồ khô. Chị em hỏi chợ đồ khô là ở đâu? Chợ đồ khô chị ở đi thằng bạn đó nè. Đồ khô khó nhờ. Excuse me. Hello. You say can it be say in Vietnam? Yes. Say Vietnam. Yes. Just say bạn đường hợp ý. Sorry. Bạn đường hợp ý. You know? No. Oh, thank you so much. Okay, no worries. Cô ở đây là mình chợ đồ khô không? Hả? Chợ đồ khô á. Đồ khô nó có nguồn tin cho hai đồ khô gì? Hai đồ khô mà chưa bị cái gì nó xuống này nữa bị trứng lên cao để đâu nó xuống nguồn tin cho chồ. Vì nơi đồ khô nó nóng này đồ khô đẹp hơn. Mà xuống này đẹp hơn thì lại bỏ cao luôn ở đây. Dạ, cảm ơn con. Nếu mà dư dật chắc khi được tiếp cái ảnh được ha. Dạ. Phím nắng mới cái tệ này đi nè. Dạ không ạ, con đang đi kiếm một người mấy người Tây á, chỗ nào mà nhiều người Tây thì con đến con tìm. Đây. Đi anh Tây á cơ. Đây, anh Tây. Anh mặc áo màu gì á? Mặc áo màu xám. Màu xám. Anh nãy giờ anh thấy có cô đồ Tây cao cao trên đây không? Chưa. Chưa thấy ngoài á. Chị có biết có một người Tây khoảng 30 tuổi không? À, một người Mỹ, America. Người Mỹ. Có ở khu nào có nhiều người Tây chị cho em đây đi. Đây là khu này có khu này nhiều Tây. Và đồ khô. Đồ khô cái gì? Khô mực khô hay là gì? Khô? Không, tất cả đồ khô chỗ nào mà. Đồ khô em đi thẳng về đồ khô lên. Đi ngoài không thấy. Cảm ơn cả nhà. Cái khô đó luôn à? Dạ. Là gì đây không quy định là loại gì hết, nó là chợ đồ khô trong chợ Đông Ba thôi. Cái đấy đồ khô đây này. Các loại đồ khô đó. Mà nó có cụ tay trong đây. Khô cái đồ đó ở dưới nữa lên, càng đi lên đây tìm. Không. Cái cô nước ngoài, tìm người nước ngoài. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Excuse me. You say Vietnamese? You can say Vietnamese. Vietnamese? Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Không biết nói tiếng Việt thì làm sao mà tìm ra được bạn đi? Biết ở đâu mà tìm trời ơi.
Sorry. Bạn có phải là bạn Đường Hợp Ý? Không hỏi mà. Cho hỏi các bạn có phải chơi chương trình Bạn Đường Hợp Ý? Qu'est-ce qu'il veut? Nói giải thích cho nó nghe. Sorry. Yeah. You speak English? Game show, yeah. Thank you. Excuse me. Yes. Where are you from? From Belgium. Oh, thank you so much. Yes. Không phải luôn, không phải Mỹ. Cô Tây ơi, cô Tây, cô nằm ở đâu? Sorry. Bạn có phải là bạn Đường Hợp Ý không? Có chứ, ta sẽ gặp Hợp Ý. Yeah. Duy Dân đã tìm ra được bạn Đường Hợp Ý của Duy Dân rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra xe và chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Isa có hiểu không? Một chút. Ok, mình đi. Go. You know English? No, no, no. Em biết một chút nhưng không khó. Cho con hỏi có người nào khoảng 30 tuổi, người Mỹ không cơ? Đi vòng vòng ở đây ạ? À? Dạ, đi một mình. Nam ạ, nam ạ. Cao, cảm ơn. Cái sáng kia thì có hai người bị nhưng mà nó cao. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Đây, mình lên xe đây. Vô luôn, go. Wow. Wow. Bạn có phải là Đường Hợp Ý không? Tôi là bạn Đường Hợp Ý. Yeah, trời ơi, hai đứa mình đóng phim chung. Mừng quá đi. Anh à. Oh my god, tired, very tired. Trời ơi, đi lâu quá đó. Quá lâu luôn. Come on, come on, come on. Come on, let's go. Cảm ơn mọi người. Go, thank you mọi người. Oh yeah, I'm not. Anh biết? Yeah. Oh, nó chạy quá. Bây giờ mình đi kiếm. Anh chở, em chở. Em chở anh cũng được, anh chở em cũng được. Okay. Bây giờ vấn đề là mình đi kiếm chiếc xe nào có lá cờ. Những chiếc xe nào có lá cờ ở đâu? Thì đâu? Có phải xe máy không? Chắc không? Hay là xích lô hay gì? I don't know. Chạy đi đây. Oh no. Thôi từ từ ha. Cứ từ từ. Lá cờ vẫn xích lô. Oh, thấy rồi này. Ok. Đi đâu tới đâu? Ôi chỗ này là... hả? Ôi trời ơi. Cái này phải hỏi đường đi. Anh ơi, cho hỏi đường nha. Cho con hỏi là cái chỗ này là chỗ nào chú? Cố đô Huế đúng không cơ? Phố Vương Lâu. Dạ, nhưng mà phải đi về hướng nào chú? Qua đây á, mà có quẹo không? Thẳng luôn. Thẳng ngoài. Cứ lên cầu mới. Quá cầu trung tiên tới tại cầu trung tiên. Không được. Chạy thẳng thôi. Thế nào thầy dân bên tôi phải. Là đường ngắn nhất không? Đường ngắn nhất luôn á. Ok, vậy là chạy đường này. Đường chuyển phải này còn cơ lớn lắm. Dạ dạ, là thấy được đúng không? Dạ. Ok, chạy luôn. Anh chở nha. Ok. Go. Rồi đi luôn. Yeah, không biết Duy Nhân tới chưa ta? Đường tránh được. Tránh đường, tránh. Anh đẹp được không? Đạt được. Em với anh hai chuyện nhau nhá. Quẹo. Oh my god. Ủa mà cái thắng ở đâu vậy? Oh no. Thắng đâu? Không có thắng à? À có thắng rồi. Oh.
Thì anh nghĩ chúng ta có khả năng thắng rồi đó. Khi biết anh biết em có khả năng thắng rồi đó. Em chưa biết nữa nhưng mà vòng đầu tiên em bị thua rồi. Em đừng lo, có anh đây nè. Mình sẽ thắng. Ý sao qua Việt Nam lâu chưa? Qua Việt Nam lâu chưa? Hai tháng rồi. Đi xa làm gì? Đi học hay là còn đi làm? Em có quay thăm học bổng. À, học bổng à? Sợ quá. Đi 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 đi. Mẹ trong đây đó. Đi đâu? Yes. Tới nhanh à? La 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 thì các bạn đã trễ 5 phút rồi. 5 phút trừ 5 điểm. Thôi tới rồi nè. Đây 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 bạn, đây luôn. Đây đây đây, đây tới kìa, kìa kìa cái cờ kìa. Biết rồi nhưng mà không, nhưng mà mình phải đến đấy mình lấy cờ. Mình phải đến đấy mình lấy cờ. Đây hả? Oh my god. Ủa nhưng mà mình phải đến nơi này để lấy cờ, tại vì cờ bây giờ anh Aaron đang giữ. Đi đâu? Đi gặp Aaron, Aaron ở trong đó. Ở trong đó hả? Yeah. Come on, vòng xe đi. Stop, sao nó quẹo? Yeah, here, come on. Come on! Oh my god! Chúc mừng hai bạn đã đến đích. Mà rất tiếc là hai bạn đến sau rồi kia. Yeah, my friend. Your friend gì? My fault? Oh, yeah. Lỗi tay anh hả? Không, không có. Không có. Lỗi hả? Lỗi, tại sao lại lỗi tay? Trốn kỹ quá. À, vậy hả? Trốn kỹ quá hả? Trốn kỹ quá, đúng rồi. Mà đồ nắng này thì giống gọi là... Giống người Việt. Nhìn này, trốn vậy ai cùng bạn mình cùng nhau phải mở ra. Hi, Kim Dung! Hi, Kim Dung! Phải vậy chứ luôn. Trời ơi. Thì cũng khó lắm ha. Ở đây là một bạn nữa của mình. Em bạn của anh. Quý vị khán giả, có hai bạn nước ngoài của mình ở đây. Bạn nam tên là Josh. Joshua. Joshua. Tên là Joshua, còn đọc kiểu tiếng Việt là Joshua. Tên tiếng Việt của anh ấy tên là Thành. Lợi. Đây là Thành đây. Thành đây, Lợi đây. Còn bạn này tên là Asha. Thì rất là may mắn là bạn này nói được tiếng Anh rất là lưu loát. Bởi vì mình không nói được tiếng Ba Lan chút nào. Rồi chúc mừng hai bạn đã đến đích. Hai bạn được 15 điểm, nhưng mà vì đến trễ 5 phút là bị trừ 5 điểm, là được 10 điểm. Còn hai bạn là được 10 điểm, nhưng mà đến trễ 11 phút. Vậy thì... Không điểm. Nhưng mà không điểm. Rất là tiếc là trong hai nhiệm vụ là các bạn chưa được điểm nào. Mà hai bạn này được 20 điểm rồi. Yeah. Yên tâm, con đường còn dài lắm. Thì còn nhiều nhiệm vụ khác. Vậy thì cứ tập trung vào nhiệm vụ này thì con em thắng được kia. Con đường còn dài á. Nhưng mà cái sự may mắn của mình có tăng lên không? Thì đó mới là vấn đề, đúng không? Như vậy, những thành viên của hai đội chơi trong hành trình lần này đã lộ diện đầy đủ. Còn người mẫu diễn viên cá tính Kim Dung sẽ cùng kết hợp với anh chàng người Mỹ vui tính và nói nhiều Josh Adquick. Trong khi đó, anh chàng người mẫu diễn viên điển trai Duy Nhân sẽ cùng trở thành cặp đôi với cô bạn người mẫu nghiệp dư Ba Lan Asha.
Với ưu thế khi có một nửa là người Huế, ngay trong những vòng đua đầu, Duy Nhân đã tận dụng được tối đa ưu thế đó để tạm thời có được chiến thắng tuyệt đối trước cô bạn đồng nghiệp của mình. Nhưng không ai biết được chữ ngờ, tất cả chỉ mới ở điểm bắt đầu. Liệu sự xuất hiện của những người bạn đồng hành nước ngoài trong cuộc đua có khiến cho cục diện cuộc đua thay đổi? Cuộc đua đã bắt đầu bước vào hồi nóng lên. Liệu sẽ còn những bất ngờ nào xảy ra với hai đội chơi đầy sắc màu và thú vị này? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của hành trình bạn đường hợp ý khám phá mảnh đất Huế và Đà Nẵng.